Hả? Bơi đi. Bơi nào. Nhà chồng bơi đi. Bơi tiếp đâu. Nhà chồng. Bơi tiếp đi. Bơi ra đây. Nào ra đây nào. Nào lên đây. À. Thích nhỉ? Ừ? Hả? Thấy không? Hả? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Muốn bơi được không? Hả? Em bơi thử tôi nhá. Này bơi thử tôi nhá. Ừ. Ok, để vào thay quần áo mát xa nhá. Ừ, rồi, ok. Đi vào tắm mát xa nhá. Thank you.
Thank you.
Oi! Thank you.
Trời ơi. Thank you.
chị bổ cho Bi ăn nhá. Bổ cho Bi ăn nhá. Cho chị cắt cái chậu đó. Xin mời. Đừng nhặt, đừng nhặt. Em chị biết chưa? Cái này hơi khó ăn nhỉ. Đưa cho đi nè. Ngọt mà. Bỏ cái tay đi. Sao nhìn ra thế? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Đây là Bi. Hello Mì đây. Sao? Ơi cho nó còn bị kín đây. Hả? Nó này chín đấy đó. Nha. Mì chín đó. Bi thêm ăn à? Hả? Thêm ăn à? Hả? Sao? Đợi luôn á. Chờ thì để bác cắt xong rồi cái này nhá. Ngồi chơi tí nhá. Cắt xong rồi coi nhanh cái đó. Nhá. Để đấy này tí nữa cày đó, tí nữa. À bồ bồ mình cho. Thôi, tí nữa. Đi, tí nữa đi. Làm đi. Tí nữa. Tí nữa làm thịt chứ, tí nữa mổ bồ mình chứ. Hả? Tí nữa, muốn ăn nào? Thank you.
Quần áo bẩn hết trơn này. Trời ơi, đi hái rau à? Rồi lại chạy ra vườn hái rau. Để chị xem nào. Đứng lên chị xem nào. Ui dồi ôi, quần áo ít bẩn đến gì. Đi chạy đi lúc nào đây? À, bà vào nhà chơi mà lại chạy đi hái rau. Hái thì hái được rau muống ngon đấy. Hay chả? Ngon thế nhỉ? Đây đây, đây chị nấu canh cho ăn nhé. Rau muống ngon thật. Hái đi giỏi thế nhỉ? Biết cách hái rau. Đây đây, chị cắt cái cuốc đã. Trời, đều ổn đất. Để đây. Không ai ra rũ đất sợ. Đi đi đi, chị cầm rau vào cho. Ta đi rửa chân cái. Đi thôi. Đấy, chị thay đồ cho đồ bị bẩn hết rồi. Đi, đây cho đi, chị rửa chân đi. Đi rửa tay luôn nào, đi rửa tay luôn đi. Ra đây, chị rửa tay chân nhá. Rửa tay. Này chị rửa tay nhá. Trời sắp mưa rồi. Để chân này. Thank you.
Thank you.
Chị rửa chị gọt cho anh. Ý, ngồi ra đây. Chị đang gặp xong.